hôm nay thì cho bạn uống nhiều tí, uống 500ml luôn, bởi vì cần tây hôm nay mình ta chuẩn bị hơi nhiều. Không thành vấn đề khi mà các bạn uống 400ml của ngày hôm nay đâu nhá, không có vấn đề gì cả. Không có vấn đề gì đâu. Từ hồi mình làm bạn với chiếc máy ép này nè, mình rất là vui. Vui nhất ở cái đặc điểm là ép nó nhanh, không bao giờ gặp những cái vấn đề sự cố như là bị kẹt hay là gì đó. Và ưu điểm tuyệt vời mình thích nhất là làm rửa nó nhanh, chở chỉ cần 30 giây là rửa xong rồi, cho nên là mình không còn lưu trữ đồ ép nữa, cứ gắn lên là 30 giây rồi ép một chút xíu rồi uống rồi lại rửa cái 30 giây hay như là đi rửa một cái ly cái tách thôi, cho nên mình vô cùng hài lòng về những điều như vậy, nên mình không có còn phải ép nước ép mà để cả ngày nữa luôn. Xíu rồi, đây là hai chai này cho hai người bạn của mình nha, ha, cho hai người bạn cho buổi sáng hôm nay, và bạn đó đang kết hợp rất là nhịp nhàng và hiệu quả nên Mita rất là vui vì điều đó. Còn đây phần của Mita nè, xong rồi còn phần còn dư nè. Tổng cộng sáng nay mình ta uống bao nhiêu? Ở đây là 200ml, có nghĩa là mình ta uống 600ml, là nhiều hơn các bạn của mình 100ml à. Ngày là tuyệt vời, một ngày thật sự là tuyệt vời, và hãy trải nghiệm những gì mà tốt đẹp mà các bạn nghĩ. Mà nếu mà trải nghiệm cái chương trình này thì hãy chia sẻ với Mita những cái điều mà các bạn thu nhận được và những cái điều mà các bạn cảm thấy rất là phiền phức bất tiện trong cái khoảng thời gian này, hãy chia sẻ với bạn Mita nhé. Còn hôm nay thì tạm dừng khép lại ở đây, để xem chuyện gì sẽ xảy ra ngày hôm nay, sẽ chờ đợi vào ngày mai nhé. Bye bye.